xì là tổng đạo, thì sở si vô miệng, thì sở vô miệng đấy là tổng đạo si, thì sở vô miệng tổng đạo si, si, thì xì. Rồi chúng ta tổng đạo nhá, chi, chi, si, đó là này, chi, chi, si, bây giờ các bạn thấy có đơn giản không nhỉ? Rất đơn giản đúng không? Ok, tiếp theo chúng ta tập phương pháp này, các bạn tập cho mình này, ya, ye, ya, yong, yen, yin, yang, yung, yu, yuan, yuan, yun, yung. Ok, các bạn tập làm đọc lại cho mình nhé. Đọc này. Ya, ye, yang, yong, yen, yin, yang, yêu, yu, yuan, 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 yung. Ok, chúng ta vừa đi xong cái phần là thanh ngữ và vần đó của bài số 3. Bài số 3, chúng ta có thể lấy bỏ phần bản mới. Chúng ta sử dụng đồng bộ, thống nhất giáo trình là thành ngữ là sẽ giáo trình như sau khi phiên bản mới. Các bạn, các bạn chưa có sách giáo trình là như sau khi phiên bản mới thì các bạn làm như sau. Còn các chúng ta thì chúng ta chưa con này. Ok, các bạn cắt xuống dưới. Nguyên, nguyên, lưu,
Trần, 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 trần,
Các bạn học viên các bạn đã được đây là có cái chữ online Skype nhá.